Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Và đề tài hôm nay, thưa quý vị, là thử theo dòng thời sự của Cộng sản Việt Nam sau khi hai bên, ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Biden và ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng ký cái hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, tức là cao nhất giữa hai bên. Thử coi bây giờ tin tức coi có lợi cho phía Cộng sản Việt Nam hay là hại như thế nào. Đó là cái phần chúng tôi sưu khảo để trình cùng quý vị rộng đường dư luận. Thưa, bắt đầu theo dòng thời sự Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Việt trả thù người hợp tác với Liên Hiệp Quốc. Không gian xã hội đường thu bị thu hẹp, mô hình kinh tế Cộng sản Việt Nam không thích hợp. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thưa quý vị, theo cái thói quen của Cộng sản, làm cái trò cười muốn ra nước mắt. Đó là ông đọc bài diễn văn tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, một trăm mấy chục người. Sau khi ông đọc rồi, thưa quý vị, ông tự động, ông vỗ tèn tay, ông khen ông. Theo cái protocol, cái nghi thức mà ngoại giao, thưa quý vị, chỉ có mình ổng làm cái chuyện có thể nói là không đẹp như vậy. Bà con ở trong nước thấy vậy, ta nói ông này hết chuyện làm cái chuyện rùi bu. Đó là những cái đề tài chúng tôi phân tích trình cùng quý vị. Tin RFI của Pháp ngày 22 tháng 9, một báo cáo thường niên của năm 2023 của Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đe dọa và trả thù những người liên hệ hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, nhấn mạnh rằng không gian hoạt động của tổ chức xã hội dân sự đã bị thu hẹp. Chính phủ Cộng sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ khiến các nhóm này không thể hợp tác với Liên Hiệp Quốc. Họ hạn chế cái gì? Ai mà hoạt động, ai mà can thiệp, ai mà trình bày với Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, về tự do tôn giáo, thì họ tìm cách họ trả thù. Cái chuyện này không phải mới làm đây. Cái tin này chỉ là một cái tin lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bởi vì đó là cái cách mà Cộng sản Việt Nam đối phó với những người đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở trong nước. Họ còn đối phó như thế nào nữa? Một số đối tác xã hội dân sự lâu năm của Liên Hợp Quốc cho biết là đã bị kìm kẹp nên không thể tham gia công khai vào các cơ chế nhân quyền. Trước việc sách nhiễu của nhà cầm quyền Cộng sản đối với các nhóm nhân dân sự, nhiều tổ chức đã né tránh ghi danh với tư cách là tổ chức xã hội dân sự hay phi chính phủ để tránh né cái sự đàn áp, trấn áp của Cộng sản Việt Nam. Thí dụ như về tự do tôn giáo, quý vị tưởng tượng không? Ông trưởng ban tôn giáo của Đảng Cộng sản đó là một ông tướng lãnh, chứ không phải là một nhà tu hành
mà theo dõi để mà giúp đỡ cho các tôn giáo được phát triển. Ông tướng thì quý vị biết, ông tướng nhiệm vụ của ông là kiểm soát, chỉ huy, trừng phạt, tướng lãnh mà. Đó, thì người ta nhận thấy như thế đó. Cộng sản dùng những phương cách nào để mà thưa đối phó với những cái tổ chức mà không độc lập về công giáo cũng như nhân quyền? Việc áp dụng tùy cộng sản áp dụng tùy tiện các quy định pháp luật mang tính hạn chế, trong đó có những quy định mơ hồ trong bộ luật hình sự liên quan đến tuyên truyền chống nhà nước và khuôn khổ pháp lý của tổ chức phi chính phủ. Thưa quý vị, tôi chắc chắn bà con cô bác không có ai nghĩ rằng, chứ đừng có nói là tin rằng chế độ cộng sản Việt Nam là chế độ tự do, có tự do mà đụng một chút á, ai nói cái gì khác chánh quyền xây dựng phê bình hay là chỉ trích xây dựng gì đó thì cộng sản nói, nghĩa là chống phá cái tự do, lợi dụng tự do dân chủ để chống phá nhà cầm quyền. Và cộng sản cũng nói là không, cộng sản không có bỏ tù chính trị một người nào hết, nhưng mà danh sách của Liên Hiệp Quốc có được giấy trắng mực đen tên họ đàng hoàng, địa chỉ đúng nơi, đương giam tại chỗ nào là có. Chúng tôi nhớ không lầm, tới giờ phút này là 159 người tù nhân chính trị. Cộng sản họ nói, Cộng sản Việt Nam họ nói, chúng tôi không có bắt những cái người gọi là tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chúng tôi chỉ trừng phạt những cái người vi phạm luật pháp, mà luật pháp của Cộng sản. Thì thưa quý vị, tự họ hình sự hóa những cái tội mà đó phê bình chỉ trích hay là mở ra những cái cuộc họp tôn giáo mà không có theo quy định, theo cái chỉ định, theo cái ý muốn của cộng sản. Đó là cái điều mà tình hình Liên Hiệp Quốc trình bày sau khi hai bên, ông Biden và ông Nguyễn Phú Trọng đã ký kết gọi là phát triển đối tác chiến lược toàn diện. Đó, phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là một số việc mà chúng tôi sẽ trình quý vị sau, xin đừng rời máy.